chúng ta cũng có thể thấy được rằng là đối với lại uh, những cái trường hợp như bị nhiễm khuẩn hay là do nấm gây vâng. ra thì nó còn uh, có những cái nguy hiểm hơn so với vâng. lại những cái hò hét của vũ thông thường đúng vâng, không đúng ạ? Rồi, vâng. Và thưa tiến sĩ ạ, uh, có thể nói thêm một chút về cái biểu hiện đi ạ. Vâng. Biểu hiện rõ nhất để chúng ta có thể nhận biết người bị uh, khản tiếng hoặc mất tiếng do viêm thanh quản là gì ạ? À, vâng thì chúng ta biết được là, là khản tiếng đây là một cái hiện tượng mà coi như cái cái chất giọng của chúng ta bị thay đổi về âm vực cũng như là âm sắc tức là lúc đó thì chúng ta cái giọng của chúng ta nó không còn được uh, được được cái âm vực nó không được sâu, ví dụ như cần âm vực lên cao là không thể lên được uh, thế và đặc biệt nữa là cái cái âm sắc của chúng ta nó không còn cái độ thanh nữa, nó sẽ rè rè. Vâng thì đấy là cái một cái những triệu chứng và chúng ta biết được là uh, đấy nguyên nhân nó là do hai cái dây thanh âm của chúng ta nó nó bị viêm, nó bị phù nề sung huyết và nó, cái độ rung của nó nó không còn được mềm mại khi mà không khí đi qua hoặc là cái độ đóng đặc biệt cái độ đóng mở lên là đối với những người mà bị uh, khản tiếng mất tiếng thì thường là khi chúng ta nói uh, chúng ta nói được một lúc thôi thì cảm thấy nó mệt vì lúc đó làm sao cái không khí của chúng ta nó đi qua nó không được uh, có cái sự điều chỉnh của hai cái dây thanh âm nó không khép được kín khi cần kín nên là chính vì vậy hơi của chúng ta nó cứ tuột ra bên ngoài và khi nói chúng ta thường hụt hơi và chúng ta mệt uh, vâng thế và uh, uh, cái giọng của chúng ta nó sẽ yếu đi vì lúc đó chúng ta sẽ không kiểm soát được cái hơi nữa nên là giọng của chúng ta yếu đi cái giọng nó khan, nó yếu và uh, chúng ta có thể có những triệu chứng như là buồn ở trong cổ họng này có thể đau cổ họng và đặc biệt là khi chúng ta nói nhiều này chúng ta có thể cảm thấy họng nó khô uh, và đặc biệt nữa là chúng ta ho khan và chúng ta khó kiểm soát được cái âm độ của chúng ta tức là khi khi mà đối với những người mà bị khản tiếng mất tiếng thì hoàn toàn chúng ta không kiểm soát được cái âm độ khi mà chúng ta cần nói lên cao hay là xuống thấp Vâng, thì đấy là những cái biểu hiện uh, và người bệnh rất là mệt khi nói cảm thấy như là bệnh nhân hụt hơi khó thở